Nhạt hay không? Ok, chào mừng anh em đến với kênh Gián Tiếp Game. Ok, chúng ta đang tiếp tục. Nhắc lại với anh em, đây không phải là tựa game tô màu nhé. Cho nên không có chuyện mà nói game này dễ nhé. Rồi, nó có hai thứ về thanh minh. Trời ơi, thứ nhất là bắt tôi nhầm, khổ lắm. Lâu quá rồi, hết up iron, thứ lubu. Đây nhá, nhớ lột nhá. Armor này nó là frontline unit. Chứ nó không phải là pháo, khổ nhầm. Nó cũng như bộ binh đấy. Mình vẫn phải cần pháo riêng này. Đúng rồi, còn máy bay thì ai chơi defense thì để đó là được rồi. Còn máy bay thì anh em cứ để nó mà một stack riêng. Defense chỗ nào là bảo đảm để đó là yên tâm. Không mất gì đâu. Trời ơi, loạn cả hết rồi. Thì phải điều chỉnh lại nữa. Chưa mấy đằng lắm là gì, khổ lắm. Trời ơi, nhầm hết rồi. Nhưng mà cái việc mà chia nhỏ cái đội hình ra là đúng thêm nha. Càng về late game thì càng chia nhỏ cái số lượng quân đoàn ra là đúng. Rồi, lát nhét pháo vào đây. Thôi, chúng ta là thế. Giờ tạo thêm mấy cái tắc. Đúng rồi, engineer. Khổ. Bây giờ nhét vô. Không tầm là mình có 2, 4, 6, 8. 8 tắc. Rồi. Nhìn cứ 8 engineer chứ đã. Còn lại lên pháo hết nha. Hết cả mình. Đấy, lại bắt đầu lắc rồi đấy. Lại coi như là đứng như là đấy. Thank you.
Crusader King 1 thì cho tôi ít thời gian em nhé, tại vì nó thật game thấy gần như là 3 tỷ năm mà chưa đụng vào. 3 tỷ năm rồi. Gần như là 3 tỷ năm mà chưa đụng vào game đấy, nên gần như quên hết rồi. Giờ con nó còn nhìn cho nó còn rắc rối hơn con này, công tước bá tước vua đều lên ra hết nha, danh vọng rồi ABC các kiểu. Con này ít nhất nó còn rõ ràng, con nó nhìn thì nó lé mắt. Này là kiểu nào tôi cũng phải đại chiến thế giới rồi. Kiểu nào nó cũng phải đánh liên quân 8 nước thôi nè, kéo khác gì không. Bây giờ hai cặp đó rồi. Tiêu hôm nay là đánh nhau Nhật Bản, không hơn không kém. Trung Quốc thì để anh yên thời gian đi, nên là mình nuốt luôn cái một. Thế giới bây giờ nó còn đang bận đánh nhau cho nên là còn lâu mới để ý tới mình nha. Kinh chưa?
Nhật nữa. Tại vì bây giờ phải giáp đất liền với anh nên chả cần phải hải quân đánh nhanh gì. Rồi, chuẩn bị quay gót lên trên thằng đất thằng Nhật thôi. Đại chiến rồi nhỉ.
Đây, 80 đoàn đủ rồi. Cái gì thế này? What the fuck? Rồi mình cho thằng anh học sườn nha. Tội nghiệp. Wow. Đây là lần đầu tiên mình đã thấy đứt nó nát như vậy. Máy hơi lắc không gỡ anh em nhé. Giờ tôi mới chiếm quốc lâu nên là giờ phải robot gấp ăn chứ là sau này em tốt nhất là robot hoa lát kỹ sư tốt nhất nha. Tại vì Galaxy thì không đủ. Ok, những cố test tiếp vào đây. Bây giờ industry nó không còn quan trọng với mình nữa. Thằng này nếu tiếp theo trong test này tốt nhất là thằng này trước. Đây thằng này người ta đã nói rồi đó. Nên cái thét có điểm này rất là phi diệu, vô cùng phi diệu. Là kiếm Kyushu trước rồi nhá. Kyushu
Nhóm làm Gyuzu đúng rồi, có mỏ than mỏ sắt. Rồi, thế này là quá ổn rồi. Chắc rằng là Nhật chết với tôi rồi ơi, vốn chỉ ở ngoài đời hay ngoài vì không mưa hàng ngày. Nào rồi ơi, thật hay, hai ông này ra đi trước. Nên là mà chơi phòng thủ ấy, tốt nhất là nên build một nguyên một cái quân đoàn toàn là máy bay thôi, rồi em ra cái điều ví dụ tất nhiên là phải trong thế phòng thủ nha, phải thế tấn công nha. Thấy có đường sắt đi rất là nhanh. Nhật sắp tiêu rồi. Làm sao mà chống làm tôi được. Khổ lắm. Xời. Đấy bây giờ quân sự đứng đầu thế giới rồi. Xời ơi tuổi gì. Đúng rồi anh em mới đúng. Nhìn máy lắc nản thật. Rồi, chuẩn bị đi nào. Chưa đánh được lần nào nữa. Không, trong game này nha, chưa bao giờ mẹ nó một tuần. Cho nên chưa biết Nhật có cái gì. Điều tôi biết duy nhất chính là nó có 46 chiếc tàu, 198 trung đoàn, thế thôi. Chứ còn là tôi biết gì về nó này. Những nông viên mình chiến thắng ở giải Olympic of Rally to have yours. Rồi, có cái đéo gì đây đây. Chắc phải đổ bộ lên Kagoshima rồi.
Xiên rồi, chứ còn cái gì nữa. Giờ này, giờ này đang bận đánh nhau là ai đâu mà giải quyết qua vụ này. Rồi vào thôi, còn đéo gì nữa. Kyushu em nhé. Chờ đủ quân nè. Tư thế chuẩn bị anh em nhé. Tất nhiên là chặn ở đây là nó đâu đi qua được, chỉ đánh có hai đạo thôi. Do máy nó vậy thì tôi nhìn lầm vậy sao hai này lại nói nhau quá là phát tua nhau à. Mất mẹ nó mấy chiếc rồi. Chín tàu chiến. Ok. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Úi giời ơi, nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Úi giời ơi, thật. Tệ đến mức này hay Nhật ơi, là Nhật. Đéo đéo. Ê con, cái này đánh đấm gì nữa. Này mà tôi nhìn thấy nó còn để giao diện samurai này là tôi biết rồi. Tôi biết là chưa nghiên cứu được cái boss action rifle với đừng nói chi nữa. Hải quân mình thắng rồi. Thắng xiền rồi. Tụi gì mà đánh tôi. Rồi. Mất 4 tàu chiến. Tàu Sài Gòn 2, tàu Sài Gòn 2. Quay nốt thì còn. Rồi kết trận. Xe nào. Mình hạ 4 tàu chiến, 5 tàu khu trục, 13 tàu vận chuyển. Mình mới có 4 tàu chiến thôi. 4 tàu chiến cũng đủ lớn rồi. Này vào đây để sửa chữa. Thằng này còn đủ mạnh mà.
Đây là lần thứ hai tôi đánh Nhật và kết quả của nó khác gì nhau lắm. Đau đớn thế này. Rồi rồi, rút cái gã này sửa chữa đi. Cứ để nó đưa quân qua. Chỉ Nam một mình nhá, không đánh, không đồng minh nha. Cái này được này, cái này được này. Khóa lại, giờ là đủ rồi. Không chịu nổi đâu. Cái gì này? Bút à? Tăng diện. Chơi ổn thế nào nhá, chơi bất gân cái này à, nếu thì hiểu được à. Để chờ tới người an thận đánh xong qua là ổn hết. Đây anh em đang nhìn thấy cái cảnh bất lực của Nhật. Đây cái đảo này nó là chết trên cái đảo của Yuzu rồi, tại vì hai mặt rút là hải quân mình chặn hết rồi, đâu có rút được. Nói gì chỉ có chờ thua trận chết đây thôi chứ đâu có ai làm gì nữa. Rồi, rồi tới trận Nagasaki luôn. Vâng, một trong trận chiến lớn nhất tới giờ. Trận Kumamoto. Chết mày với bố. Chết mày với bố. Rồi giời, sắp thêm vài đạo nữa đi. Công tướng là defense cao tí, đưa qua cho nó mau hết trận nha. Tướng mình giờ tao toàn cái hạng gì không cái này. Tướng mình bây giờ qua cái thời vàng son rồi em. Nhìn chán, héo chịu gì. Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Còn ông Nguyễn Phước gì nữa nè. Chịu đấy. Khổ. Sao vậy? Nào gieo coi như là cũng ô tướng anh thách 4 này nhưng mà quân quá là lạc hậu rồi. Anh thế nào được với tôi? Trời.
Bây giờ Đức làm đồng minh này. Tức sau khi thua sắp mặt trong cái trận chiến vừa rồi với Nga, Pháp và là Áo, coi như bây giờ tìm đồng minh nó không, thậm chí thằng Nhật nó còn tuột răng với mình nữa vãi. À, Đức là chủ nghĩa xã hội à. Được. Ông này lại đi. Mà công lắm. Này thì tôi cứ tưởng là Nhật nó kinh lắm. Trời ơi, ai mà biết như thế này. Trước khi tàu game quánh mẹ rồi. Đó là nó quá sinh nay trước mình có chục năm rồi, nó phải hơn thì mình dịp thách chứ nhỉ. Đấy chứ nó phải hơn là cái điểm khoảng công nghệ rồi chứ. Đằng này thế này đánh đấm thì chắc chắn nha anh em là ký tánh lòng trận này là ký hiệp định luôn, không còn cái chiến thêm đất nữa. Giờ anh không nhìn được há hốc mồm mẹ nó rồi chứ không còn chả còn gì để nói. Rồi sẽ tới thằng Anh Quốc. Bây giờ là chính sách tại châu Á là không còn tại Đông Á nữa. Khổ thân anh Nhật. À, cứ để trận chiến đó, cứ để trận chiến đó. Bây giờ anh em nhìn kênh tàu CV về tay mình này. Một là ký cái hiệp ước này, rồi hay là ký cái đào CB đấy đấy, cái đào CB về tay mình ngay rồi, đơn giản quá, đơn giản. Danh vọng giờ lên hàng thứ mấy mà chả biết. Để xem hết trận này cũng như danh vọng cũng như là Warscope. Cái này là không biết thì cái đam này hầu như là dùng của pháo binh, cái gì như là airman, đam này còn là gì? Trời, gì thôi, chiếm đập chi nữa? Để coi coi được 6 điểm danh vọng này, World Cup đẹp mẹ. Được 119,6 điểm, 100% rồi đó này. Nó mất coi như là 630.723 quân. Mình mất 34.439. Thôi ký hiệp định em nha. Khổ. Gì thế? Tướng lên đây rút về, về dần để là ham nảy lại đi.
Tấn Khải Hoàng Ca này, còn gì nữa? Xem mà đây là sẽ đánh được này. Mấy chỗ này không có pháo binh rồi. Đưa pháo binh cho nó. Xem thăng mình cứ tưởng là nó mạnh lắm, ai về chắc một chút tôi mua vật chết tác lên cho coi xem thằng Nhật nó làm cái gì, test công nghệ ra sao mà như thế. Chả tôi hiểu được, chán tưởng đâu chẳng hư hùng máu lửa ai về. Cái Yuzu rồi, ta đây. Rồi, nhà máy đây cấp 24 rồi này. Kinh thật. Đúng mình nhập có khác. Giờ mình đã xuất khẩu than rồi. Hiểu, hiểu. Thì Nhật nó là như thế rồi. Thì bây giờ anh em hiểu kết cục của Hà Lan sẽ như thế nào đấy nhá. Ồ lắm cơ. Bây giờ Mỹ nó leo lên là cường quốc rồi, đứng đầu mẹ nó rồi. Chưa bao giờ tôi thấy cường quốc đầu cũng đầu là Mỹ nữa. Là tại mấy này đánh nhau cái gì đánh nhau miết nên thuộc điểm. Nhật là điểm military power nó còn cái gì đâu. Tức thì nát mẹ rồi. Không 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 chiếm thêm một tỉnh nữa Nhật được nữa. Tại vì đơn giản tỉnh này nó lấy hết 75 điểm mẹ rồi. Chiến trường Trung Quốc. Nhiều khi nãy là đi lên 8 nước tiên chiến mà mình còn tập quân ở đây làm đẹp sao. Nhiều bất trắc hải quân mình đánh không được thì nó kẹt đó là chết rồi. Đánh Trung Quốc nó thật như này còn chán hơn đánh Nhật. Không còn cái gì gọi là thách đố. Tôi nghĩ bây giờ đánh Anh hoàn toàn là khả thi. Tại vì hầu như là cường quốc mấy thằng trừ Mỹ ra nó đều kiệt sức sau trận đánh gì rồi hết rồi. Kiệt sức sau cuộc chiến đại chiến vừa rồi nên bây giờ đánh Anh làm chuyện rất là dễ. Chả biết còn đưa quân tới Ấn Độ được hay không, đừng nói chi rồi bây giờ đánh. Giờ sợ thì tiếp Mimami nữa. Nhưng mà
mình đánh đánh chỗ nào nó quý giá chút xíu. À quên, thật ta còn mối thù ta chưa xử. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, còn mối thù chưa giải quyết. Hà Lan này, này thì Hà Lan này. Chuẩn bị đi con. Rồi, bố mà lấy hết. Kìa dân nam, tôi nghĩ là bây giờ Romulus rồi đấy, thế thử xem. Tất nhiên là tập trung vào thằng này cái nữa, thằng này thấy im nè. Cái này thì sợ gì không, cái này thì sợ gì không đuổi kịp mấy thằng khác, bây giờ là dư sức đuổi kịp luôn ấy. Nếu mà cứ tiếp tục rồi mô rap man là dư sức đuổi kịp luôn. Giờ thì ân đền quán trả còn cái gì thật luôn, bây giờ ai dám đánh tôi quá thì Mifami giờ cũng ai dám đánh tôi đâu. Để nhớ kỹ rồi coi là less là bao nhiêu điểm thì mới remote được ta. Đó là như 250 cái gì. Giờ thì có cái radio nó không sản xuất được thôi chứ cái... còn lại nó có ăn nhầm gì đâu. Đúng rồi, lát là trên 50 mới được, giờ tổng số có 41 à, còn chậm lắm. Master Army nha. Ờ, đang chiếm mấy cái thằng như là đảo quốc như là thằng thằng Nhật ấy, thì nó không ảnh hưởng gì tới cái điểm Galaxy á. Thật chứ bây giờ nhìn vào cái điểm quốc tịch này anh em kiếm được Việt Nam đã đâu chết liền. Dân số bây giờ nó đa dạng lắm rồi. Bắc Hán, Nam Hán, người Việt, người Việt Nam, các dân tộc khác.
Nam xong rồi đấy. Giờ hầu như đỉnh nào cũng tư bản hết rồi. À, ông nội nhà không có này. Rồi mau lên. Tỉnh nào cũng có tư bản hết. Thì hôm qua có anh em là hỏi giải thích là cái vụ mà hàng rào hải quan đấy. Cái nhà máy thì chúc làm video riêng. Giò mất biểu phải không biểu quá. Ê này sao bây giờ như là điểm vô danh nó hơn 25 rồi mà hay không không thấy ai tiên chiến gì hết rồi, kỳ thế nhở. Thậm chí tôi còn giữ là đồng minh nữa này, nó kinh chứ đâu hiểu. Anh em nhìn đi, 1.000 nó tăng 1.000 mấy thằng công nhân thì bảo sao mà công nghiệp mình chạy không nổi, dư sức chạy, đừng nói chuyện ngàn kìa. Thằng công nghiệp mình là dư sức chạy luôn. Bây giờ là đua, chẳng hạn là 10 năm nữa là vượt mặt thằng Anh với thằng Pháp. Cứ dồn hết gì nó bất hạnh lên tư bản như thượng luôn như thế thôi. Trời ơi tới rồi. Này thì này Java trước còn nhá. Ngày xưa thằng nào kéo liên quân 8 nước đánh tao. Cái gì 100 mấy gì là thế này. Rồi sao ông này còn mắc kẹt đây hết. Về về cho máy về nhanh anh ơi. Quên luôn là còn mấy ông này lại. Singapore là đẹp biển cho thôi đánh luôn. Một mình ông người An Thận ở chỗ này là đủ đánh rồi đó rồi. Người An thân cho nó hay.
Rồi cũng đến lúc đó thôi. Để xem có thằng nào dám giúp nó không. Cứ để đội bộ bình thường, mình sẽ diệt ở trên bộ. Trước mắt là thấy Nga này, Pháp, Áo này. Nga thì nó nát rồi, không có gì phải lo cả. Anh Quốc thì bây giờ đổ trong cuộc nổi loạn của cộng sản anh rồi. Chết về thay tướng khác. Cái thủ cái eo này là tốt nhất. Thật chứ tôi còn sợ Trung Quốc cái đánh tôi, bây giờ tôi giả sợ lên. Không thấy bóng dáng quân Nga đâu hết nhỉ. Nó có quyền đi xuyên qua mà Mông Cổ mà chặn đứng làm gì. Tính chặn hai đỉnh núi vậy nè, là thủ là ok luôn, nhưng mà quên mất là nó có thể đi qua Mông Cổ. Sai.
sơ bộ lên đảo Borneo. Thề luôn, quân Nga không bao giờ qua được cái chỗ này. Thật luôn, quân Nga không bao giờ qua được chỗ này luôn. Ừ, đẹp đấy. Gan thế nhỉ. Thằng này gan cùng mình. Xem nào, cái gì vậy? Tướng mình chết rồi. Tướng đi bên này. Dự bị chứ kia nè, một tàu dự bị. Diệt sạch toàn quân luôn. Khi đang đi lên. Ôi giời ơi, đông lắm. Đông lắm mà nó dù là có thể thế thì hình như mình đông lắm. Ông cha đó. Tướng thì nhìn chán chết. Mấy tướng nhỏ giỏi chết thề hết rồi. Sài phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về. Cái gió này bay. Theo đời thanh
ban giúp nhân nhờ ơn thứ nhuận ca nắng. Để xem mình ký hiệp ước riêng với từng hàng này hay không. Các ray power này ký được hết. Trong cái thằng áo mà đại diện xiềng này. Nghĩ xong của ta. Mata là chỗ đéo này. Cái này đuổi theo. Trường gia chân ở đây Việt Nam, trường sơn đông nữa, trường sơn tây. Ái dạ, các em cần thêm vũ khí tự sản xuất. Sức thêm vũ khí mà anh ơi. Mình cần vũ khí. Không, mình nên mình có mình sản xuất được sẽ tăng này. Còn máy bay đã có 5 nước sản xuất được rồi, trong đó có Mỹ tất nhiên rồi, bắt nguồn từ nó mà. Xe thì không biết mình có dẫn đầu hay không. Không, mình không dẫn đầu thị trường xe, mình chắc chắn thị trường thang là mình dẫn đầu rồi đấy. Ai già. Ai già, ai già. Không có quân đoàn nào gánh hết. Đưa thêm quân đoàn từ phía nam.
dù trong hoàn cảnh nào thì chiến đấu rất kiên cường. Thế cho con đưa nó làm cái gì? Trời ơi, gì toàn quân mẹ rồi. Nó lấy thịt đàn người kinh quá. Chán. Là cái đội đang lên đấy, cái đội đang lên đây. Tướng này rất là giỏi. Giờ chỉ còn hai ông Bùi An Thân với ông này là hai ông trụ tướng trụ cột thôi. Bây giờ đánh thêm tổ chả làm được gì. Cũng là chiến thêm nhưng mà chờ rất là lâu. Cũng không có lợi cho mình nữa, mình đang bị tiêu hao. Thôi thế này được rồi nhé. Đánh giằng mặt nó một tờ chứ đi. Xây cái máy bay rồi. Mình sẽ cần một khu mới để xây cái nhà máy công nghiệp, cái nhà máy quân sự. Rất hay, rất hay. Sẽ có một đường biên, bộ đội ta tiến quân trở về giữa hồi hoa. Hay lắm. Rồi, rút về dưới đây thôi. Có lẽ hôm nay không có đại chiến với tất cả các nước cường quốc nhỉ. Ủa thật, hôm nay đã có được cáo cha ba cũng như là dạy cho thằng Hà Lan một bài học. Rồi cũng như là có được cả Kyushu bên Nhật Bản. Tất nhiên là đợt sau sẽ tấn công không thương tiếc về Trung Quốc và bất chấp cái điểm ưu danh thì bây giờ là xây dựng tiếp tục quân đội, tiếp tục xây dựng các quân đoàn nhé.
Là cũng như thế, chả biết tướng mình bị thế nào, chả hiểu mà. Rồi, hôm nay tới đây nè. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Lát nữa sẽ bay qua mình hết lại rồi. Bye bye, see you.